quý vị và bạn quay trở lại với channel Sống Cùng Xe. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái mẫu xe Hyundai Accent. Đây là phiên bản cao cấp nhất các bạn nhé. Giá bán niêm yết là 540 triệu. Nhìn bề ngoài thì chúng ta sẽ không nhận thấy được nhiều cái sự khác biệt so với các phiên bản còn lại đâu. Đèn thì vẫn vậy thôi, đèn halogen, projector dạng bóng chiếu, lưới tản nhiệt được mạ chrome, đèn sương mù là lại đèn bi, được cung cấp đầy đủ hết trên mẫu xe này. Nếu mà nhìn từ bên ngoài ấy, thì để cái điểm mà chúng ta có thể phân biệt được các phiên bản với nhau đó chính là cái cửa sổ trời. Chúng ta ngó qua cửa sổ trời chút các bạn nhìn. Về cái giá bán của chiếc xe này ấy, thì 540 triệu. Tuy nhiên thì các bạn có thể lựa chọn đấy là chúng ta trả thẳng hoặc trả góp, giá đều như thế các bạn nhé. Nếu mà trả góp thì các bạn chỉ cần chuẩn bị trước khoảng tầm 100 triệu tiền xe cộng với lại cái tiền chi phí đăng ký, thuế, biển tùy từng tỉnh thành. Nó sẽ dao động khoảng tầm từ 70 triệu cho đến 90 triệu. Chiếc Accent này thì được nhiều khách hàng lựa chọn lắm. Và đây là cái phiên bản mà bán chạy thứ hai, chỉ trong cái phiên bản số sàn là đủ thôi. Cũng rất dễ hiểu thôi, Accent bây giờ trung bình một tháng bán ra khoảng 1.800 xe. Giá rẻ này, sedan hạng B 2 đầu, option đầy đủ hết luôn. Cam lùi này, các bạn thấy này, cảm biến lùi, cửa sổ trời, cruise control, kiểm soát hành trình chân ga tự động các bạn. Túi khí này, phanh ABS 4 bánh, cân bằng điện tử. Nó tóm lại là cái mẫu xe này không thiếu cái gì cả. Thậm chí là cái bản đồ dẫn đường này nó còn rất là hay luôn. Có thể nói là cái bản đồ dẫn đường ở trên cái Hyundai, và đặc biệt là cái Hyundai Accent này, nó gần như là đầy đủ hết. Và bên trong các bạn thấy rất là rộng luôn. Sedan mà, hai đầu, cốp rộng. Cái xe này sẽ phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng. Các bạn có thể mua về chạy gia đình này, hoặc là nếu có điều kiện chúng ta có thể chạy xe hoa, xe dịch vụ. Cái phiên bản này thì khi mà khách hàng hỏi chúng tôi, đa số là khách hàng sẽ lấy cái màu đỏ, màu trắng. Tuy nhiên là trước mắt chúng ta là cái màu vàng cát này cũng rất là đẹp thôi. Nếu các bạn muốn lái thử xe thì hãy vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới các bạn nhé. Nhân viên của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.